luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và hôm nay thì Hoàng xin tiếp tục review con xe Fortuner cơ đời 2006 thì bình trạng xe như thế nào và giá như thế nào thì một chút xíu nữa Hoàng sẽ nói sau ha. Thì không đợi các anh chị em đợi lâu nữa thì Hoàng sẽ review trực tiếp con xe này. Anh còn anh chị em nào muốn biết xe còn hay đã bán thì hãy kéo xuống cái phần nhận xét á, Hoàng sẽ thả ghim bên dưới đó. Rồi mời cho anh chị em cùng xem xe nha. Rồi thì cũng như thường lệ thì Hoàng sẽ quay review một vòng xe xong rồi mình sẽ cận cảnh chi tiết cho anh chị em. Xe này thì hiện tại cũng đang có mặt tại khu dân cư Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương gần ngã tư Hòa Lăng. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe này mà ở khu vực gần á thì đến trực tiếp xem xe luôn nha. Đó. Còn xe này thì tình trạng hiện tại thì đã rút hồ sơ rồi luôn. Đó, anh chị em nào mua thì chỉ cần việc cầm hồ sơ về sang tên của mình luôn là rất là ok. Đó. Giá cũng rất là hợp lý nha, nhưng một chút xíu xem xe xong rồi Hoàng sẽ nói giá luôn nha. Rồi tổng thể cũng đã một vòng rồi thì Hoàng sẽ vào chi tiết trên xe luôn nha. Thì nói chung xe này cũng có dọn sơ qua bên dàn ngoài một chút nha anh chị em. Chung tiền nào thì của đó nha. Thì trên phần đầu đèn thì Hoàng có thấy có vết chạy xước nhẹ thôi. Đó, cũng không ăn thua lắm. Bao tay gù ghim, tay thắng ghim. Cầm bên đây vẫn cũng bao tay gù ghim luôn. Đó, hôm nay thì trời nó đang chuyển mưa cho nên là nó hơi tối, anh chị em xem cũng thông cảm chút nha. Hôm gà thì trên Bình Dương mưa bão quá trời luôn. Nên cho nên là Hoàng cũng không ít có thời gian mà để làm clip được cho nên là anh chị em thông cảm nha. Đó, đây là phần về trước. Cũng có hơi chạy xước nhẹ nha. Dàn áo thì nói chung cũng có mấy điểm sơn cốt dặm sơ qua anh chị em. Rồi đây là phục trước và heo dầu đĩa bánh trước. Thì phục trước này theo Hoàng coi thì nó là vẫn là nước sơn ghim. Nói chung mà cơn đối thì vẫn còn đẹp. Còn cái đây là niền trước thì vẫn là niền hãng theo xe. Nói chung là dàn câm niền thì mình thấy cũng còn rất là đẹp. Rồi mình sẽ qua phần bên đây. Phục trước bên đây nó có hơi nổ nước sơn chút nha. Đầm thì nó vẫn nước sơn vẫn còn đẹp nha anh chị em. Rồi mình sẽ lên cánh bửng bên đây. Bây giờ mình sẽ quay trên dàn áo trước đi ha. Rồi mình quay bên phần lốc máy sau. Cánh bửng bên đây thì theo như Hoàng biết thì cũng có dặm sơ qua cho nên là thấy cũng không có chạy sức gì đó. Đây là dàn áo ghim theo xe nha. Đó, dàn tem bên đây thì có một hai chỗ thì nó hơi chạy chóc chút nhưng mà vẫn là tem ghim luôn nha anh chị em. Rồi dắt bên đây thì mình sẽ xuống bên phần lốc máy nha. Quên bên vô lăng thì nước sơn ghim xe thì có mấy điểm nó hơi chạy nha anh chị em. Đó, mình sẽ để chậm chậm cho anh chị em xem luôn. Rồi mình sẽ để sát luôn. Đây là neo kim đời 2006 nha anh chị em. Cũng còn gọi là neo cơ luôn. Bày dùng gọi cho nên là mình cũng không biết sao có chỗ thì gọi neo kim, neo cơ thì chung một thứ à. Một chỗ thì neo kim là neo FI, mà FI là mình nói là FI. Còn neo kim tại thường mình quen kêu neo kim. Nó đúng rồi, neo cơ. Cặp phục sau thì mình cũng còn thấy rất là sáng bóng nha anh chị em. Để coi cái dành này có còn ghim không. Dành cũng glossy nha. Nói chung là dành câm trước sau thì cũng còn ghim theo xe. Tổng thể một vách bên đây thì mình thấy nước sơn dần chân bạc thì cũng còn rất được.
À, đuôi sau thì nó có hơi xuống màu bạc màu nha anh cha. Rồi mình sẽ quay qua một vòng bên đây. Mình để cận cảnh sát sát vô cho anh chị em dễ nhìn ha. Thì vàng bạc chân nước sơn thì Hoàng thấy còn nước sơn ghim nha anh chị em. Chưa có dặm cốt gì, chỉ có dặm cốt trên vàng áo và bên ngoài đi. Bên tem đây cũng có hơi điểm chạy xước mệt hơn bên kia chút. Rồi mình sẽ để sát vào cái bên phần lốc máy nha. À, nước sơn này vẫn nước sơn ghim nha anh chị em, mình thấy cũng còn rất là đẹp. Theo như Hoàng nhìn thì nồi này thì chưa gớt nha anh chị em. Cái nồi thì chưa gớt. Nhưng không biết cái đầu có gớt chưa thì một chút mình xem sao. Rồi mình sẽ quay trên đầu bò nha. Đây bữa nay trời nó hơi mưa cho nên là hơi tối quá. Anh chị em thông cảm nha. Để qua vách bên đây thử có sáng hơn không. À đây sáng hơn. Gần sẽ để lâu lâu do lấy nét nè, anh em dễ nhìn luôn nha. Theo như Hoàng nhìn thì cái này đã gớt đầu anh chị em. Đó, rồi mình Hoàng thấy sao thì Hoàng sẽ nói vậy thôi. Thì nói chung là máy này mình thấy thì cũng sạch sẽ, không có nhớt nhau gì, tại xe đang đi dính đất thôi, chưa rửa. Rồi mình sẽ lên phần đồng hồ và trong cấp yên luôn nha anh chị em. Giờ nổ máy cho anh chị em cùng nghe luôn ha. Đây là trên phần đồng hồ thì có mấy điểm thì có dặm cốt lại, như là chẳng hạn miếng này với miếng dưới thì cũng có dặm sơ qua. Rồi Hoàng sẽ mở bên trong phần yên luôn nha. Còn quay dắt sau thì cũng có dặm sơn lại rồi nha anh chị em. Thì còn thùng xăng thì nước sơn thì vẫn còn ghim theo xe. Thì mình xem thì cũng còn rất là bóng và đẹp nha. À, rồi vậy là phần bên trong mình xem xong rồi thì mình sẽ nổ máy cho anh chị em cùng nghe luôn ha. Garanti xe này cũng rất là im anh chị em, rất là đều. Xe có khói hay gì không nha. Xe thì lên ga không có ga khói trắng khói đen gì nha anh chị em, bình thường. Đó. Để mình để trên phần đầu máy lên nghe luôn nha. Theo như Hoàng nghe bên ngoài thì có hơi kêu cò một chút nha anh chị em. Như là giọng nào của phường nào mình nghe cũng thấy có hơi kêu cò hết. Thì theo như Hoàng nhận xét thì tổng thể thì xe này thì bên ngoài thì dàn áo có dặm cốt sơ qua. Đó, còn riêng về máy thì Hoàng nhìn thì thấy đã gớt đầu. Nồi thì chưa gớt. Giá thì chủ xe kêu là 17 triệu, hồ sơ bao gút hồ sơ nha. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình, mình sẽ dẫn đến trực tiếp xem xe nha. Rồi cuối video thì Hoàng xin kính chúc toàn thể anh chị em đang xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn anh chị em video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.